lên, nuôi lên. Từ nha. Rồi. Lật nha, bỏ chạy đây. Chạy tính không hồ nào đang nhớ nhiều rau sang bên rau nhiều. Rồi ba anh em hiểu, xin chào tất cả cô chú anh chị của bạn nhá. Chào cả nhà nhá. Chào cả nhà nhá. Hôm nay thì ba anh em đang xuống ở phía dưới này, trên đây là có cây luồng cả nhà, cây luồng hay còn gọi là cây mét, để anh em lấy mấy cây về mình làm cái sạp với cả nhà, làm giường để nằm nhá, làm cái phản á. Bây giờ ba anh em lên lấy tranh thủ lấy cái cây lúc còn sáng sớm còn mát, mùa này nóng lắm mấy anh em, cứ làm tranh thủ thôi chứ trời nắng bức oi nhiệt độ cao nên là không thể làm được lâu dài, nên cũng tranh thủ thôi cả nhà. Ba anh em mình tranh thủ lên làm sớm nha, sớm. Cây này trái của nó dùng để đây đây thành hai mấy quả cho quý vị khán giả một số nơi họ chưa biết cái trái này. Cái này tụi em gọi là trái chẩu. Trái chẩu à? Ừ. Anh lại gọi là cái dầu sơn này. Cái này gọi là cái dầu sơn, anh gọi là cái dầu sơn đây. Bọn trong bọn em gọi là trái chẩu mà. Trái dầu sơn đây cả nhà, trái chẩu hả? Ừ. Trái này á, khi mà nó chín khô rồi mình lấy cái hạt của nó, đốt nó rất là cháy nha cả nhà. Nó có thể dùng để ngày xưa họ thu gom mua cái trái này để làm dầu đấy. Nó rất là cháy luôn. Mai mốt anh em mình sẽ chế một cái đèn bằng cái trái này luôn nha, lấy về phơi khô. Nhưng mà nó còn non, nó phải chín nhá, nó chín rơi xuống ấy cả nhà, nó chín nó bong cái quả này ra, cái hạt nó đen. Em thử bổ ra nó già chưa? Nó còn non lắm, non chưa? Rồi nó còn non, đúng rồi. Cái hạt này này cả nhà, lấy cái hạt đấy, hạt nó lúc nào mà nó đen cơ, cái vỏ nó đen. Cái hạt này lúc nào nó đen, nó cứng lại cái hạt này cơ. Đúng rồi đây này, cái hạt này cả nhà này, cái hạt này con sóc nó vẫn ăn được nha. Cái tay của Hiếu sáng nay bị đứt một xíu nên mình dính cái băng keo lại. Nhựa lắm anh. Ừ. Bây giờ anh em mình lên trên đây để lấy cái luồng nha cả nhà. Mấy cây trái bo này chín cũng ăn được này Quỳnh. Đúng, ăn được mà, nhưng mà hình như nó non đấy. Nó chín cũng vàng nha, cái hạt của nó y như cái hạt chuối luôn đấy. Hạt nó đây cả nhà, trái nó đây. Trái này là nó tầm tháng 8 là nó chín, tháng 7 tháng 8 là nó chín. Nó còn non. Chín là ăn được cái hạt này luôn. Đúng rồi. Này họ cũng thu mua đây ạ. Đến mùa. Cái này cũng là một vị thuốc hay sao? Đúng rồi. Khá nhiều nha.
Đấm nó ăn được không? Hộp bí. Hả? Hộp bí. Ăn được. Đúng, cái này không phải. Đây, anh em tới được cái đám cây luồng. Ủa, cái măng luồng đẹp thế. Măng à? Ừ. Măng mét ăn được mà em? Ăn được. Cái luôn. Nấm gì đây? Hái về mà làm măng chua được đấy. Cái này nấm gì, nấm này không ăn được. Nấm này chắc không ăn được. Đây, ồ, có... Ồ, cái măng này nó bị chết rồi sao? Chưa. Đây bên dưới thôi. Ồ, măng này luộc ăn ngọt đấy, măng mét. Ngon đấy nha. Lát lấy hai cây luôn em. Lấy không? Lấy không, lấy em chặt. Mà mình cứ... Lấy về mình làm măng chua thôi. Măng chua thôi để dành đi. Bây giờ mình chặt lấy mấy cái luồng này đấy cả nhà. Cái luồng cái mét này. Cây này. Mấy cái dài dài. Đấy, cây này mình anh em sẽ bổ ra làm cái phản. Nó nào tí cũng được. Không, cây chỗ Quỳnh là thành là lấy được rồi. Quá già quá đẹp rồi. Luồng này xưa lắm. Luồng này già lắm rồi. Ừ. Mắc cây rồi hả? Mấy cây bé có lấy không anh? Có chứ, lấy mấy cái bé về để mình làm cái thang đỡ ở dưới luôn em. Này. Ừ. Wow, tới suối luôn. Xuống suối luôn. Cái bụi luồng này toàn cây đẹp mà chặt nó toàn mắc trên ngọn cây cả nhà. Anh Hiếu phải chặt lên chặt ngọn này. Chắc lấy được một đốt chứ mấy anh? Cái này chắc một đốt thôi. Nhưng mà cẩn thận nha, trơn nó đấy. Đu cây sang cây bên kia luôn à? Đu hai cây luôn. Chặt đây đi nhỉ? Đây thôi. Chơi hệ người đu nhá. Hả? Chơi hệ người đu à? Người hệ. Người hai cây. Ờ, nhìn anh có chỉ cái cây nhở? Chỉ đâu. Nó phát cái bài tiền. Đi đu xuống mấy cây dưới luôn nhá. Hả? Đu xuống mấy cây dưới luôn. Ok. Ok chưa anh? Được rồi đó, anh chặt được rồi đó, giờ lôi thôi. Cứ bình tĩnh thôi. Nơi đây chắc gần đủ rồi đấy nhỉ? Ừ, chắc cả mấy cây cũng được. An toàn. An toàn. Cánh an toàn. Anh em lên được đỉnh đồi, nắng vào nhà mà khát nước nha. Đây có cái cây nước mà cái nứa này nó có nước này. À ngọt thế. Mình sẽ chặt bỏ cái một đầu đi. Và một đầu này mình sẽ uống này. Nước ở trong nhiều nha. Úi giời. Ui, làm miếng đi em. Hết mất rồi anh. Hết rồi, bây giờ ít quá. Đấy, tới cho Quỳnh đốt đây, chặt ngược. Đúng rồi, chặt ngược, đúng rồi.
Có. Nhiều. Đầy ống luôn này. Chặt đi em, chặt chặt ngay cái đây này. Chặt ngay đấy, đúng rồi. Rồi bắt đầu ngửa cổ đây xem cái nước có trong này. Trong trong thì uống được không phải trong, mặt kiến không? Trong, à đúng rồi, trong. Nước trong, uống đi. Sạch mà. Cẩn thận cái lứa nhá. Ít. Ông dưới, ông dưới. Cẩn thận cái lứa. Kinh lắm. Ô. Oh. Phải là đừng ngụm, đừng ngụm. Thôi đấy, anh ơi. Thôi đủ rồi đấy, anh cũng đã rồi, được chưa? Xem nào, có nước không? Cái đấy. Ồ, oh, nước nhiều đấy. Nhiều. Em cắt cái sắc đấy đi. Cẩn thận cái sắc đấy đấy nhỉ. Đấy, đấy. Đúng rồi. Sứt mồm mà. Đúng rồi. Đi lại thêm mồm mới này thì. Mới ống được một hút. Ờ. Trưa mệt rồi nên anh em mỗi người vác cây thôi cả nhà. Thì cây này cũng to, nặng lắm.
Quá ok rồi. Bây giờ là chẻ luồng lên đìn thôi nhỉ? Chẻ luồng lên làm cái phản. Ấy trời. Đấy, chưa cột đấy cả nhà, mình chưa buộc dây. Thôi mình sẽ buộc dây đã. Này anh em mình sẽ chơi dây thép cho nó chắc nha cả nhà. Chơi dây lạt mấy hôm thì nó sẽ bung. Nên là chơi dây thép cho được lâu. Luôn. Quá chắc luôn. Có rút ra được không đấy? Rút được kia. Mã chắc nha. Luồng như này là đẹp. Lát lấy dây thép buộc luôn à. Bằng chưa? Thử gõ ngoài cho bằng chưa? Bằng chưa? Bằng một lớp ở ngoài chưa? Gõ cho nó đừng có thừa quá, thừa một chút thôi. Lát là mình lên nó mắc. Bên chân. Này thì sao này thì không phải dập kiểu gì nha. Bỏ một lớp lên nữa thì đúng là các chú có đem vợ vào cũng vô tư nha. Thank you.
vừa đẹp. Được chưa? Quay đầu đi chứ, bên này bị gốc mà. Đúng rồi. Bên này cũng gốc mà. Điều rồi, điều rồi. Rồi em lấy cái cưa cắt đi một mảnh ngay cái chỗ đấy đi. Một mảnh bằng cái đoạn thừa này. Đây này. Cắt cắt tầm này. Đây. Chỗ dư bằng tầm này này. Lấy cưa. Cưa cắt đi. Cột xoáy cái đầu kia xuống nhé, không lát ví dụ mình nằm đau á. Này cũng nằm ở đây đồng hồ. Tứ đồ chia tay anh đi đâu? Anh đi vô rừng. Em thử xem có em không quỳ. Quỳ im mà. Ba anh em loay hoay cả ngày đã làm xong cái sàn ngủ đây cả nhà. Như này thoải mái ngủ cho anh. Ba anh em mỗi nhà một phòng, mỗi người một phòng nhá. Nhà ba gian đàng hoàng nhé cả nhà. Ba gian nha. Chắc là bây giờ cho sự lựa chọn của chị nuôi, chị Quỳnh. Nhường phòng nào? Nhường cho anh Hiếu cái phòng có buồng bên kia đi. Được. Ok, anh lấy phòng buồng.
Ở đây là anh em mình sẽ thiết kế một cái buồng lồi nha cả nhà. Anh em mình thử lên làm mấy đường quyền xem là nó có chắc không nào. Thoải mái luôn. Dạ, thoải mái, chắc chắn. Đúng ra thì không có lâu đâu cả nhà. Nhưng mà cái luồng này này anh em mình phải đi lấy xa, phải đi vác hai đợt đấy. Ngày hôm qua, hôm nay nữa thì mới đủ nên là làm cái này lâu. Thì đi vác vào trời thì nắng, anh em cứ về được một chuyến là về phải nghỉ, mồ hôi rồi nóng, không thể làm liên tục được. Giờ này cũng chiều rồi, anh em mình tối nay sẽ đi kiếm ăn cái suối ở đằng trước này một chút nha, xem có cá hay là nguồn thức ăn gì nhiều không nhỉ, Quỳnh nhỉ? Vâng. Thôi anh em thu dọn đồ đạc để ta chuẩn bị đi săn thôi, đi kiếm thức ăn đêm. Anh em mình ngồi nghỉ tí cho đợi thôi, trời tối tí mình đi nhở. Về nhà mới là chín đồ đấy chứ. Tối nay là có nhà mới để ngủ rồi, anh em yên tâm. Hơi muối tí thôi nhỉ. Phải răng màn mùng chứ. Đồ ăn. Anh em chuẩn bị điện điếc đi nhờ, để tí anh em biết quay nhỉ. Giờ là đi lấy một ít củi trước đã. Ít củi khô để tối nay có cái mà nấu. Bùm, sáng chưa? Trưng. Anh em nghỉ ngơi tí rồi kiếm ăn đi. Xem cái khối này gần đây có đồ ăn không? Đi ăn đi anh ơi. Đèn đó rồi em. Em nó có thực chặt gì không? Đèn chuẩn bị đầy đủ rồi, no rồi, đêm sáng rồi.